Mình đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn. Vấn đề thứ nhất là các bạn hỏi: nếu mà trên laptop có hai cổng xuất hình nha, một cổng thì không nói làm gì, nhưng mà có hai cổng, một cổng là Type-C Thunderbolt và một cổng là HDMI, thì các bạn nên xuất bằng cái cổng gì để chúng ta có thể được cái hiệu năng tối đa? Câu hỏi thứ hai cũng rất nhiều các bạn quan tâm là một chiếc laptop như thế này thì có thể xuất được tối đa bao nhiêu màn hình? Câu hỏi thứ ba là khi xuất hình ra ngoài thì laptop nó có bị ảnh hưởng hiệu năng hay không? Chào mừng các bạn đã đến với kênh công nghệ của Laptop TC và mình là Đại Công Nghệ. Và ở đây thì mình có một chiếc màn hình rời, hai chiếc màn hình rời, ba chiếc màn hình rời. Và đây là cái màn hình thứ tư ở trên laptop Dell Ryzen 7540 của chúng ta. Như anh em cũng có thể biết được là với chiếc laptop này nó sẽ có tận 4 cổng để chúng ta có thể xuất hình. Thứ nhất là HDMI 2.0 này, thứ hai là DisplayPort 1.4 và thứ ba, thứ tư sẽ là hai cổng Thunderbolt 3 hỗ trợ xuất hình luôn nhé. Trước tiên thì mình cứ cắm sạc vào chiếc Dell Ryzen 7540. Màn 27 inch, độ phân giải là 2K 165Hz. Mình sẽ kết nối qua cái cổng là HDMI 2.0 nha. Mình sẽ phải chọn cái cổng kết nối đây, HDMI này, ok. Rồi, ba màn rồi nha các bạn. Màn máy tính này, màn to này, màn nhỏ này. Ok, có lên 4 màn không? Ôi, anh em thấy thế nào? Với chiếc Dell Ryzen 7540 thì mình đã xuất hình ra tận 3 cái con màn rời anh em ạ. Thứ nhất là một cái con màn 27 inch 2K 165Hz. Con thứ hai là con màn hình 14 inch 2.5K 90Hz. Và con thứ ba là màn 16 inch Full HD 144Hz. Những cái con màn hình rời này đều được xuất từ cái cạc rời là Quadro T1000. Và những cái cạc Quadro ấy nó hỗ trợ xuất ra rất nhiều màn hình anh em ạ. Đấy là một cái đặc điểm của cả Quadro, nó sẽ hỗ trợ xuất hình rất là tốt luôn. Ở đây đang hiển thị là màn 4 là màn trên này, với độ phân giải là 2K 60Hz. Mình thử đẩy lên xem bao nhiêu nhỉ. 144Hz là cao nhất. Ok, 144Hz nha. Cái màn thứ hai với độ phân giải, màn này này cũng lên 2K rồi nha anh em. Lên 2K rồi, nhưng mà mới là 60Hz thôi, mình sẽ đẩy lên luôn. Vậy là với cái màn nhỏ 14 inch thì nó sẽ có độ phân giải là 2K và chúng ta sẽ đẩy lên được cao nhất là 90Hz nhá. Tiếp theo là cái màn thứ ba, độ phân giải là Full HD, là màn phía bên tay phải của mình. Xem là bao nhiêu Hz. Cũng là 144Hz rồi. Ghê thật, độ phân giải và cái tần số quét thì rất là cao, rất là ok rồi. 2K 144Hz qua cổng HDMI này, 2K 90Hz qua Thunderbolt, Full HD 144Hz qua HDMI qua cái cổng chuyển này. Rất là ok, mọi thứ ok luôn. Bây giờ nhá, để mà nó hiển thị hình ảnh tần số quét là ok rồi. Nhưng mà bây giờ mình muốn chúng ta sẽ mở cả 4 cái video trên 4 màn hình. Bây giờ thì mình đang mở một cái video 4K ở trên cái con màn hình 27 inch 2K này nhá. Thì cái con cạc rời Quadro T1000 nó đã phải sử dụng tận 46%, 27 đến 46% để có thể xuất hình ảnh được. Và con cạc on cũng chạy từ 67 đến tận 70 mấy phần trăm. Không phải do tốc độ mạng đâu, máy đã load được kha khá rồi ấy, nhưng mà máy tính nó không thể nào mà gọi là xử lý được hai cái video 4K thôi. Chúng ta chưa nói đến cái trường hợp mà chúng ta mở tận 4 cái video. 4 video 4K trên 4 màn nha anh em. Cái đấy thì gần như không có khả thi luôn ấy. Rồi mình thử mở thêm một cái này nữa xem nào. Vậy thì ở đây nhá, mình sẽ làm thêm một cái bài test nữa này. Mình có một cái dây C2C ở đây đúng không? Rồi, mình sẽ kết nối luôn với cái con màn hình rời. Khi mà mình sử dụng cái cổng Thunderbolt 3 để xuất hình trực tiếp qua cái màn rời này, tại vì nó có cái cổng Type-C ở trên màn rời ấy, thì nó đẩy lên được cái ngưỡng là 2K 165Hz. Tổng kết của video này thì mình muốn tóm gọn lại là khi mà các bạn muốn xuất hình ra ngoài màn hình rời thì các bạn phải đảm bảo làm sao mà chúng ta xuất hình bằng cái cạc rời nó sẽ được cái chất lượng tốt nhất và cái phần hiệu năng của máy nó sẽ đẩy lên tối đa nếu mà anh em chơi trên cái màn hình rời. Phải xuất trực tiếp từ cái cạc rời nha anh em, xem ở trong cái phần NVDA Control Banner. Và cái thứ hai là anh em xuất hình ảnh ấy thì anh em ưu tiên cái cổng Thunderbolt 3, Thunderbolt 4. Từ C, anh em có thể sử dụng cáp C2 HDMI này, thì nó sẽ
cho ra được cái độ phân giải cao hơn và cái tần số quét cao hơn nhá. Và cái thứ ba là anh em phải xem là cái con máy của chúng ta có cái cấu hình đủ để chúng ta có thể cân được cái màn hình RGB hay không. Như vừa sau thì tuy là mình có thể cân được ba cái màn hình RGB với độ phân giải tối đa và tần số quét tối đa luôn, nhưng mà sử dụng thực tế thì không được. Xem video một tab thì ok chứ mở khoảng hai màn hình là đơ ngay. Vậy thì những cái trường hợp khi mà anh em làm việc render video các thứ thì chắc chắn là không được luôn. Ok, anh em thấy video này thế nào và anh em có câu hỏi gì có thể đặt cho mình nha. Mình có rất nhiều màn hình rồi thì mình có thể trả lời cho anh em một cách chi tiết nhất. Laptop TC số 1 laptop đồ họa, mua máy chạm đến laptop TCC. Và anh em đừng quên tham khảo những cái mẫu laptop giá cực kỳ tốt tại laptop TC. Anh em còn có một cái mã giảm giá 300 khi mà anh em mua xem qua kênh YouTube nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.